Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ thanh lý cho anh em một cái cảo xích nè. Đó, cảo xích nha. Hôm bữa bán cả triệu ha, hôm nay bán 700 nha anh em. Đó, hôm nay bán 700 ngàn ha, chuyển khoản đủ em bao ship ha. Và anh em nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. À quên, không có chịu. Anh em nhận hàng không chuyển khoản thì cọc cho em 50 ngàn thẻ cào ha. Ừ. Anh em không có chuyển khoản được thì cọc cho em 50 ngàn thẻ cào. Đó, hàng ra băng luôn nè anh em. Ha, nè da băng nè, rồi của super anh em, cái này khá là mới ha, ngoại hình nè, đây, nó con này thì em bán giá 700 anh em, con này nặng lắm, rồi cái cây này là dài 7 tấc anh em, còn xích thì dài 8 tấc ha, đó cây này thì dài 7 ha, còn xích thì dài 8, còn răng của nó nè, răng nó sử dụng rất là ít, răng sử dụng rất là ít ha. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em ha, qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề. Con này bán giá 700 ha, chuyển khoản đủ bao ship nha anh em, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship ha. Đó, em nhắc lại cái này dài 6 tấc, 8 tấc nha anh em, xích dài 8 tấc ha. Rồi, em xin kết thúc clip nha mọi người.